Tri Bà Bát Chánh Đạo. Khi trong 37 phẩm trợ đạo, phần quan trọng nhất là Bát Chánh Đạo. Có thể nói hẹp 37 phẩm trợ đạo là Bát Chánh Đạo. Nơi bài này, chúng tôi xin sơ lược trình bày đạo đế qua nội dung của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là 8 con đường ngay thẳng, 28 phương tiện màu nhiệm đưa chúng sanh đến cái đạo quả Niết Bàn. Thì chúng ta muốn biết được Bát Chánh Đạo bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến còn gọi là chánh chi kiến là đối với các việc thấy, nghe, hay, biết một cách ngay thẳng, công minh đúng với sự thật khách quan. Người có chánh kiến sẽ phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả, không bị những dục vọng che lấp làm sai lạc. Chánh tư duy, chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm chân lý một cách chân chính, tư tưởng đó với cái lẽ phải. Người có chánh tư duy thường xét nghĩ khởi tánh cao siêu, suy tìm khởi tánh nhiệm màu, biết xét những hành vi lỗi lầm, những cái ý kiến xấu xa để sám hối, biết suy nghĩ về ba cái môn học vô lậu dưới định tuệ. Chánh ngữ là nói lời chân thật, công bình hay bình thẳng, hay lời hợp lý. Người chánh ngữ không bao gồm giờ nói lời sai sự thật, không thiên vị thấy sao nói vậy. Phàm cái gì đúng là đúng lý, hợp lẽ, có lợi ích cho mọi người là nói, dù nói lời nói ra có bị kẻ khác canh ghét. Chánh nghiệp là hành động về cái việc chân chánh, việc làm đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý của lợi ích của mình và người. Người có chánh ngữ luôn hành động thận trọng, giữ gìn mọi cái hành động của mình để khỏi làm phiền và tổn hại đến người khác. Chánh mạng là sanh sống trong một cách chân chánh, bình nghề nghiệp, lương thiện, trong sạch. Người chánh mạng sống trong một đời sống ngay thật, không gian tham, không làm giàu trên mồ hôi và xương máu của kẻ khác. Người sống chánh mạng là người đã công việc nào có lợi ích lợi người là họ mới làm. Thì trong cái kinh có nói rất rõ, thì chánh tinh tấn là gì? Nghĩa là siêng năng thẳng tiến đến một cái mục đích và vạch sẵn. Người sống chánh kiến tinh tấn trước tiên bao giờ cũng hăng hái sửa mình, cương quyết hài trừ những điều ác, quyết tâm làm những việc lành, nghĩa là quyết tâm tạo nghiệp vô lậu xuất thế, lấy chính chánh chí làm mãnh lực, lấy niết bàn làm chỗ quy hướng, công phu vững chãi quyết thành tạ, có nghĩa là tụ đạo quả vô hưởng bồ đề. Chánh niệm là chánh niệm, là niệm là ghi nhớ, chánh niệm là ghi nhớ, nghĩa là điều này phải lẽ, những điều lợi lạc cho mình và người, những cái lý chân chính đó là cao siêu. Chánh niệm có hai phần, chánh niệm là nhớ đến các cái điều lỗi lầm và suy nghĩ nhớ đến bốn cái câu siêng năng. Và chánh quán niệm là dùng cái tâm từ bi xét nghĩ đến cuộc đời là khổ não, tật bệnh để mở rộng lòng thương yêu giúp đỡ mọi người. Chánh định là định nghĩa là tập trung tư tưởng vào một cái vấn đề để thấy rõ ràng. Chánh định là tập trung tư tưởng vào một cái vấn đề chánh đáng đúng với chân lý có lợi ích cho mình và cho người. Người tu theo chánh định thường tập trung tâm ý để quán sát những việc như quán khăn bất tịnh, quán trừ bi, quán nhân duyên, quán giới phân biệt, quán hơi thở. Tóm lại, khâu lại nội dung và đạo đế không ra ngoài chánh đạo, Bát Chánh Đạo. Nếu tóm gọn gọi là ba môn dưới định tuệ. Trong Bát Chánh Đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định. Như vậy đến chính là phát triển khai tinh thần dưới định tuệ. Đức Phật chủ trương trong cuộc cách mạng tâm hồn, giải thoát con người ra khỏi lửa tham dục, ngục quán tù và khát si mê,
bằng con đường tam vô lậu học với định tuệ. Thì chúng ta cũng biết như vậy, trí tuệ sáng suốt của bậc toàn giác Đức Phật đã nghĩ ra bốn cái sự khạc trong kiếp nhân sinh. Sự khạc là về khổ, nguyên nhân của khổ, cách diệt khổ và con đường chấm dứt khổ đau, đó chính là tứ diệu đế. Giáo lý hoàn chỉnh mang lại hạnh phúc vô tận cho chúng sanh, Đức Phật đã gương cao ngọn đuốc dẫn dắt chúng sanh ra khỏi cái tâm tối tâm vô minh bằng con đường bát chánh đạo. Tứ diệu đế là giáo lý căn bản của đạo Phật. Có thể nói tất cả mọi nguồn giáo lý của đạo Phật đều được dựng lập trên giáo lý tứ diệu đế. Đại thừa và tiểu thừa cũng đều triển khai sinh tinh thần này. Thì hôm nay Đại Đức Phật muốn hướng dẫn cho chúng ta hiểu được tứ diệu đế, hay còn gọi là tứ khánh đế, được coi là cốt tỵ, là nền tảng của khống lý giáo lý trong đạo Phật. Tứ diệu đế giúp cho nhân khất được cái chân thật về cuộc đời. Thì tứ có nghĩa là bốn, diệu tứ là quý báu, để nghĩa là sự thật. Tứ diệu đế là bốn cái loại sự thật quý báu mà Đức Phật Thích Ca đã hiện ra, chứng nghiệm sự thật, tuyên bố bốn cái điều này cho cuộc sống kiếp nhân sinh của chúng ta. Thì trong kinh Đạo Phật có dạy rằng, con người ta không hiểu rõ tứ diệu đế là gì và không có cách nào khác có thể tránh diệu đế gì, thì sẽ không thể nào tìm được con đường để thoát ly khổ đau trầm lưng cái kiếp này và sanh tử khác. Tứ diệu đế chỉ rõ sự thật và cuộc sống khổ đau của con người và nguồn gốc của nguyên nhân dẫn đến cái đau khổ. Về cái sự chấm dứt khổ đau và phương pháp thực hành dẫn đến chấm dứt khổ đau, thì giáo lý này có bao đầy đủ và hai cái mặt lý thuyết và thực hành. Vì có ai có bao giờ công nhận mình là không khổ bao giờ chưa? Có ai nói là tôi không khổ không? Nghĩ luôn đó hả? Ác về không ấy. Vậy thôi nghĩ đi. Nghĩ này. Rồi chào bạn.